chưa nha đây. Khi mà Vân Anh làm cái introduction xong á thì Vân Anh sẽ nói là chào các anh, tại vì trong cái introduction đó Vân Anh đã giới thiệu từng người rồi. Vân Anh sẽ nói là chào các anh, thì lúc đó các anh tự động nói là ồ chào quý vị khán giả. Ví dụ như Yến nói xong thì các anh nói thì again try not to get that air. Nó lớn xíu ha. Dạ. Chưa có bắt đầu mà chị. Ok, bắt đầu chưa? Rồi. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng live streaming của VNTV ngày mùng 4 Tết ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà nói đến Tết Nguyên Đán thì là Tết của đoàn tụ, chúng ta đoàn tụ trong gia đình, người thân, bạn bè, và cũng là dịp để đoàn tụ với những người hàng xóm với nhau. Và đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với những khuôn mặt rất là quen thuộc tại San Diego của chúng ta, và cũng là thành viên trong ban tổ chức của chương trình Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hòa lần đầu tiên tại San Diego. Trước hết Vân Anh sẽ được giới thiệu với quý vị, bên cạnh Vân Anh là bác sĩ Lê Phi Yến, bác sĩ chuyên khoa niềng răng của chúng ta. Kế đến là dược sĩ Nguyễn Thành. Bên cạnh là một khuôn mặt cũng rất là quen thuộc, đó là anh Thanh Lam trong các sinh hoạt văn nghệ tại San Diego. Và bên cạnh đó là bác sĩ nhãn khoa Hồ Minh Hoàng. Trước hết xin kính chào các anh chị. Xin chào Vân Anh và xin kính chào quý vị. Các anh chị thấy là ngày hôm nay chúng ta mùng 4 Tết rồi mà trong cái phần thu hình ngày hôm nay không khí xuân vẫn tràn ngập trong studio của VNTV phải không các anh chị? Quý vị thấy là bác sĩ Yến mặc áo dài đẹp không quý vị? Áo dài cũng rất là đẹp. Trước hết thì các anh chị cũng có thể cho quý vị khán giả biết một tí xíu là ngày xưa các anh chị đã sinh sống ở thành phố Biên Hòa, và về cái địa lý của thành phố Biên Hòa trước 75 và sau 75 nó có gì khác nhau không anh? Cái này chắc cho anh Lam trả lời. Lớn tuổi nhất, anh biết nghĩ là anh già nhất ở đây. Đúng ra thì trước 75 thì Biên Hòa là một cái tỉnh. Thì tỉnh thì nó bao gồm nhiều cái quận và huyện. Chẳng hạn như Bến Gỗ, Nhân Trạch, rồi Tân Mai, Hồ Nai, Tam Hiệp. Thì tất cả những cái địa danh đó, những cái vùng đó nó đều là thuộc về tỉnh Biên Hòa. Nhưng mà rồi sau 75 thì coi như là họ tách ra, tỉnh Biên Hòa sẽ thành thành phố Biên Hòa, là mấy cái kia mới trở thành những cái tỉnh nhỏ nhỏ và toàn thể tổng quát hết, họ kêu là tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà thành ra đúng là thì chắc trước hết cũng xin có một lời chúc xuân tới tất cả quý vị khán thính giả của VNTV, và nhất là đồng hương Biên Hòa ở thành phố San Diego, mà đồng hương Biên Hòa cả toàn thế giới luôn. Nhóm chúng tôi là một số như Yến, Thành, Lam, Hoàng Hồ là cũng là sống ở Biên Hòa, nhưng mà có một cái, không biết có một cái cơ duyên gì đó mà gặp nhau ở San Diego, rồi nghĩ là cũng phải nên làm cái gì đó vào dịp xuân để cho đồng hương ở đây. Thì tụi em thấy như thế nào? Anh ý anh như thế. Em cũng đồng ý với anh là mình qua Mỹ bao nhiêu năm rồi mà ở San Diego mình cũng có nhiều đồng hương Biên Hòa, mà mình không có một cái cơ hội nào để mà mình mời các cô, các chú, các bác đến để mình có một buổi tiệc thân mật, mình hàn huyên tâm sự, mình nói về Biên Hòa, nhắc lại những kỷ niệm mà lúc mà một thời đã sinh sống ở Biên Hòa phải không anh? Anh Thành ở Biên Hòa bao nhiêu lâu vậy anh? Thì Thành là cũng sinh ra và lớn lên Biên Hòa luôn. Thì gia đình đó là ở cho cổng hai phi trường Biên Hòa. Sau đó thì ra chợ Biên Hòa. Thì cũng là cổ học sinh Ngô Quyền Biên Hòa. Thì cái cơ duyên là gì, trong lúc làm việc thì thỉnh thoảng có cô chú nào đến gặp cái người thấy người đồng hương thì mừng lắm, nói chuyện hồi cái ra dành là cô là người Biên Hòa này con, cái là gặp là tự nhiên có hỏi, trước tiên có hỏi là con nói giọng Nam vui quá, con người dân ở đâu vậy, cái này con dân Biên Hòa, của cô Biên Hòa này con, cái là hai cô cháu mừng quá, nói chuyện 15 phút luôn. Sau đó là bây giờ cái mới tâm sự với lại anh Lam với lại Yến mấy lần gì đó là gặp người Biên Hòa nhiều lắm, thì bây giờ muốn cho các cô các chú đó gặp lại nhau nữa rất là vui. Thì đó là cái mà nguyện vọng của Thanh. Thế sao ạ? Thì lúc mà anh Lam đề khiến cái chữ cái lúc mà làm cái hội ngộ Biên Hòa đây đó thì em rất là đồng ý, tại vì riêng em đó thì em cũng đi làm và gặp rất là nhiều
người đến khá mắc đó, thì mỗi khi mình gặp người Việt Nam á là thấy đã vui rồi. Và nếu mà nói gặp người Việt Nam ở Biên Hòa lúc nào mình cũng hỏi tới cùng luôn là từ đâu ra, năm mấy, qua năm mấy, để hy vọng có một cái muốn nghe thôi, biết đâu có cơ duyên nào đó mình đã gặp người đó rồi, hay là hay là chỉ muốn biết thêm để mình nhiều khi cái tánh của mình muốn nhớ là những cái chuyện hồi xưa. Thì lúc mà anh Lam nói tới thôi làm một cái buổi tiệc để mình ở San Diego cũng lâu rồi mà không có cơ hội để làm một cái buổi tiệc để mà gặp nhau đó, thì Hoàng rất là đồng ý và hy vọng đây là một cái cơ hội để có thể gặp lại những người bà con xưa, bạn bè xưa, thì có thể mai mốt thì có thể liên lạc tiếp tục nữa. Hy vọng là mỗi năm chúng ta sẽ tiếp tục có những cái buổi hội ngộ hàng năm hay ha. Thưa quý vị và thưa các anh, thì cá nhân Vân Anh là người ở Sài Gòn, thì Biên Hòa với Sài Gòn cách nhau không có xa. Và trước năm 1975 thì Vân Anh còn nhớ là lúc đó cũng còn bé, nhưng mà hay đi theo ông cụ. Hồi xưa ông cụ Vân Anh có một cái chiếc xe Mobilet, thì hay chở Vân Anh đi đến Biên Hòa để thăm người nhà trên đó. Cho nên khi mà các anh chị có cái ý định mà tổ chức cái buổi hội ngộ Biên Hòa, thì tự nhiên Vân Anh cảm thấy có một cái sự gần gũi gì đó, cho dù mình không phải là người của Biên Hòa. Vâng, thưa quý vị và quý vị nào đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có mặt tại San Diego, thì một lần nữa xin quý vị hãy liên lạc với ban tổ chức, chúng tôi có cái số điện thoại trên màn ảnh để chúng ta cùng hội ngộ trong ngày đầu xuân, nhắc lại những kỷ niệm trong cái thời gian mà quý vị đã từng sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm tại thành phố Biên Hòa. Biên Hòa đó, anh Vân Anh nghe nói là cũng có rất là nhiều người sống đạo ở Biên Hòa phải không anh? Đúng rồi, ngay ở Biên Hòa thì sống đạo tập trung ở khu Tân Mai với khu này. Đông lắm rồi biết không? Tức là những người Phúc Hải nữa. Phúc Hải nữa, đúng vậy. Cho nên người Bắc rất là nhiều phải không anh? Đúng, mà Vân Anh biết sao anh thế này, anh đầu tiên anh nghĩ cho cái vụ mà mình tổ chức cái hội đồng hương thế này, đúng ra đó là trước giờ đó ở trên OC đã có rồi. Đúng. Đó, nhưng mà thường thường ở đây là tụi mình phải lên trên kia. Đó, nhưng mà anh mới bàn với Hoàng với lại Thành với lại Yến thì anh nghĩ mình nên làm ở đây, là tại vì bây giờ nhiều khi ba má mình cũng lớn tuổi rồi, mình không có thời gian mình chở đi. Và thêm cái này nữa đối với anh thấy cũng rất là quan trọng á, tức là thế hệ lớn, tức là đã biết nhau rồi, giống như ba anh là bạn thân với ba Yến, má của anh là bạn học với lại má của Hoàng Hồ. Nói chung nó có cái, tại vì Biên Hòa nó cũng nhỏ thôi, nó có cái mối dây liên hệ như vậy. Nhưng mà anh nghĩ cái quan trọng nhất á là cho con của mình biết nhau. Cái đó là cái mà anh thích nhất đó, thành ra thí dụ như không phải cái thế hệ mình bây giờ, thế hệ ba má mình, mà cả thế hệ con cháu của mình nữa. Thành ra đó là cái lý do mà anh muốn. Rất là hay anh, chúng ta hay dạy con cháu của chúng ta là cây có cội, nước có nguồn, phải không anh? Thì chúng ta, các anh chị ở đây, anh chị em chúng ta cùng ngồi ở đây, chúng ta đã coi như là đã xong xuôi rồi, đã thành công ở ai cũng yên bề rồi, trên đất nước Hoa Kỳ đã đóng góp rất nhiều cho sự thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta không bao giờ quên được cái gốc của chúng ta ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Biên Hòa hay bất cứ một cái tỉnh lỵ nào ở Việt Nam mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Cho nên Vân Anh rất là vui khi mà ban tổ chức của chúng ta đã hình thành một cái buổi hội ngộ rất là đẹp. Thưa quý vị, trên tay của Vân Anh có một cái poster rất là đẹp, thưa quý vị. Và Vân Anh xin thưa với quý vị một lần nữa, xin được nhắc với quý vị là ngày Chủ nhật 3 tháng 3 sắp tới tại nhà hàng Tràm Chim, nhà hàng cũ là Lee's Garden, một nơi rất là quen thuộc của chúng ta. Chương trình thì bắt đầu từ 11 giờ cho đến 4 giờ. Tại sao chúng ta lại làm từ 11 giờ đến 4 giờ vậy anh? Cái này anh để cho Yến đi. Anh Yến. Để nói hơi nhiều giờ anh để cho Yến. Thường là mình hay tối rồi có ca nhạc rồi kia mà mình chọn 11 giờ tới 4 giờ. Cái này tại vì mình làm ngày Chủ nhật á, chị thành ra mình cũng muốn có nhiều thời gian để khách nó họp mặt nói chuyện với nhau, thành ra mình bắt đầu hơi sớm một chút, 11 giờ rồi nên mình có ăn trưa, thành ra hy vọng là mọi người có thể đến đông đủ, tại vì nếu mà mình làm tối Chủ nhật thì sợ người ta phải về sớm. Ngày hôm sau đi làm. Vâng, thưa quý vị, chương trình gồm có ăn trưa phải không ạ? Dạ vâng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái chương trình hội ngộ của chúng ta gồm có những cái tiết mục đặc biệt như thế nào, để quý vị khán thính giả cũng như là các cô các bác đồng hương của Biên Hòa sẽ đến với chúng ta thật là đông. Dạ, mời các anh. Đây đúng là chương trình chính thì cũng là để những bậc cha mẹ gặp nhau, con cái gặp nhau. Nhưng mà song song trong đó thì cái phần ẩm thực á, thì mà tổ chức cũng ráng cố gắng chọn lọc những cái món ăn nó vừa ngon mà vừa có tốt cho sức khỏe cho ba má mình. Thì đặc biệt trong chương trình đó thì có cái phần văn nghệ hát cho nhau nghe. Thì văn nghệ hát cho nhau nghe đó, Hoàng nghĩ sao em nói được không? Cái đó, anh nghĩ em.
Thật ra nói thì ta ngại, anh Lam là người chết, anh trả lời sao nãy giờ mình sợ anh nói anh Lam là người chết hết trơn vậy? Anh Lam là trưởng ban. Dạ, anh là bài giàu thôi. Cho nên thật ra anh Lam đã vào cái thế giới văn nghệ là cũng kể như là một thời gian rất là dài, cho nên quen biết của anh Lam rất là nhiều. Cho nên tụi này cũng muốn chỉ dùng gọi là gà nhà thôi, để mà em nghĩ quan trọng là cái mình vui vẻ với nhau. Thì mình sẽ chọn ra những người mà nào mà mình đã nhận ra là hát hay, đàn hay trước. Rồi sau đó, đó nếu mà Hoàng nghĩ đó, nếu mà những có câu chú bác nào mà thích hát đó, thì cũng có thể liên lạc với mấy người ở trên đây. Bác để mình có thể ban tổ chức có thể xếp ra để mà vui là chính thôi. Vui là chính. Và nhà là ví dụ anh nghĩ thế này nè, không phải nó giới hạn trong cái hạn hẹp là đồng hương viên hoặc không, mà tụi anh cũng muốn mời tất cả những thân hữu, thân hữu là ví dụ như những người bạn tại ở Senegal, tụi mình ở đây cũng lâu rồi phải không? Biết hầu như là cũng phải gần 30 năm hết rồi. Thành ra có bạn rất là nhiều. Thành ra trong cái buổi này cũng muốn mời tất cả những thân hữu đến để mà chung vui với đúng. Em thấy sao? Đúng. Rất hay. Và chương trình của chúng ta gồm có anh Trưa và văn nghệ phải không anh? Hồi nãy giống như anh nói là văn nghệ là sẽ có những chương trình với những cái giọng ca đã được sắp xếp trước, và bên cạnh đó cũng có những người muốn hát cho nhau nghe thì ghi danh trước với ban tổ chức, hay là tới lúc đó mới ghi danh hay như thế nào anh? Nếu mà lúc mà đặt vé đó thì nên nói cho ban tổ chức biết trước luôn. Thì nếu mà càng sớm thì mình sẽ sắp xếp nó càng hay hơn, chọn bài càng nhanh, tập dượt nữa chứ. Nói đúng ra thì tụi anh cũng biết hết là ai có thể được, ai thì không được, nói chung là cũng quen quá đi. Thành ra nó cũng tương đối cũng dễ chứ không có khó. Dạ, và ngoài cái phần văn nghệ là hát cho nhau nghe, còn có những tiết mục đặc biệt gì trong chương trình ngày hôm đó mày? Có một cái tiết mục rất là hay luôn đó. Có anh Lam là phải có đặc biệt rồi. Có anh Lam là phải có nhảy. Tức là anh có làm một cái bài nhảy là lấy cái tên là Sài Gòn đẹp lắm. Thì tại vì trước Bẻm Lâm á, khi mà nói tới cái bản Sài Gòn đẹp lắm của Y Vân á, thì hầu như là mọi người đều có một cái hoài niệm, có cái nhớ gì, một ký ức gì đó của cái thời trước Bẻm Lâm, nhất là ba má mình. Nó thành là anh muốn trong cái bữa đó, anh muốn tặng cho tất cả những cô chú bác của đồng hương mình. Thành là anh mới choreography, anh mới biên đạo một bài nhảy là anh lấy tên là Sài Gòn đẹp lắm. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, với một chương trình rất là đặc sắc, rất là vui như vậy, và với sự chuẩn bị rất là công phu của ban tổ chức, và giá đóng góp chỉ có 30 đồng cho một người, bao gồm ăn trưa với nhau mấy món nhỉ? 6-7 món gì đó chị. Wow, ăn trưa 6-7 món rồi. Mà chỉ có 30 đồng thôi. Đây mình đang nghĩ chỉ là chi phí giúp cho ban tổ chức trang trải những cái chi phí trong cái buổi tiệc đó thôi. Cho nên quý vị hãy gọi ngay cho ban tổ chức một lần nữa. Chúng tôi có tất cả số điện thoại ở trên màn ảnh để quý vị dễ dàng gọi. Thứ nhất là bác sĩ Yến Lê và anh Hùng, bác sĩ Hoàng Hồ, Cẩm Hồng, dược sĩ Thành Nguyễn, cũng như là anh Lam Bùi. Chúng tôi sẽ list tất cả những số điện thoại để quý vị có thể gọi. Và nếu mà quý vị nhớ số điện thoại của Vân Anh, quý vị cũng có thể gọi cho Vân Anh để quý vị Vân Anh xin phép được cùng với ban tổ chức để mà giúp một tay quý vị gọi cho Vân Anh để quý vị cũng muốn book một bàn hay là 8 bàn cũng được. Hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi họp mặt thật là đông, thật là ấm cúng trong ngày đầu năm, như là một cái dấu hiệu tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả những đồng hương Biên Hòa, không phải là ở San Diego mà giống như anh Lam nói là trên toàn thế giới, phải không anh? Có một điều muốn nói nữa là nếu quý vị mà bận mà không có cơ hội gọi hay là bận rộn thì cái ngày đó đến cũng được. Quý vị hôm đó quá kịp, tức là tới hôm đó quý vị đến cũng sẽ có những cái vé để mà chào đón quý vị đến. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gọi trước thì dễ dàng cho ban tổ chức sắp xếp. Mình có thể sắp xếp ngồi gần với những người mình quen. Bác sĩ Yến, bác sĩ Hoàng thấy là thực sự đây ban tổ chức làm cái này để cho mọi người chung vui với nhau thôi. Cái chi phí là một cái lệ phí rất là nhỏ, Vân Anh chắc là sẽ lỗ cho nó. Cho nên Vân Anh, thưa quý vị, khi mà ban tổ chức nói là có cái buổi hội ngộ Biên Hòa thì Vân Anh mới sực nhớ ra là quen với các chú các bác, đặc biệt là trong các bác các chú trong hội cao niên. Có rất là nhiều người là người Biên Hòa, cho nên cho nên chắc chắn là trong những ngày sắp tới đây, sau khi mọi người đã ăn Tết xong rồi thì ban tổ chức của chúng ta sẽ rất là bận rộn để mà tiếp những cái phone của quý vị gọi vào để đặt vé cho chương trình của chúng ta sắp tới, không có siêu hàng phải chị. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà tụi này tổ chức cái chương trình như vậy, thì tụi này hy vọng là có nhiều người đến để ủng hộ, để có thể năm sau rồi năm sau nữa mình có thể tiếp tục làm một cái truyền thống Biên Hòa ở San Diego luôn.
Cho nên nhờ các cô, các chú, các bác, anh chị em đó gì đó, nếu mà được đó thì ráng nhín chút thời gian ra để hội ngộ với tụi này. Vâng, và một lần nữa đó là chương trình talk show live streaming của VNTV giới thiệu đến quý vị về một thông báo sinh hoạt cộng đồng sắp tới của chúng ta vào ngày 3 tháng 3, chủ nhật 3 tháng 3 tại nhà hàng Tràm Chim, tức là nhà hàng Lee's Garden cũ, thưa quý vị, đó là tiệc tân niên mừng xuân hội ngộ đồng hương Biên Hòa lần đầu tiên tại San Diego. Các anh chị có muốn nói lời gì trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay? Xin cảm ơn chị Vân Anh cho tụi này có một cơ hội để lên nói chuyện với quý vị. Và xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và được nhiều sức khỏe. Anh nghĩ thế cũng đủ rồi. Dạ vâng, và xin hẹn gặp lại quý vị rất là đông đủ trong buổi tiệc tân niên mừng xuân hội ngộ đồng hương Biên Hòa San Diego. Và Vân Anh cũng xin được chúc cho ban tổ chức lần đầu tiên sẽ rất là thành công trong lần ra quân đầu tiên. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào. Mình nói nhanh.